lao sanh ngu muội không được hiểu lắm, xin Tạo đại nhân chỉ giáo. Lao sanh, kẻ giỏi chưa hẳn hiện tài, kẻ bận chưa hẳn ngu xuẩn. Cậu phải thường xuyên đến văn hàng quán để trao đổi. Cậu đừng coi thường Giải Tấn chỉ là tên đại chiếu. Dù sao hắn cũng đảm trách công việc cung trưởng ứng đối cho hoàng thượng. Cậu ở bên cạnh hắn, không những có thể học hỏi thêm chút kiến thức, hơn nữa còn có thể nắm được những sở thích của hoàng thượng. Đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Không những như vậy, học trò còn có thể nhìn thấu lời nói việc làm không đúng của hắn, kịp thời báo lại với Tào đại nhân. Thông minh lắm, Lê Lao Xanh, cậu rất khéo tính toán, lão phu đã không nhìn lầm người. Tào đại nhân quá khen. Trời đối đất, mưa đối gió, đất liền đối bầu trời, qua núi đối biển cây, xích nhật đối thương khung, hà đối hán. Nè nè, nè Tấn Đệ à, có chuyện gì mà gấp vậy? Hoàng thượng hạ chỉ rồi, kêu đệ thư lục nửa phần trên bài thơ của Đỗ Phủ, sáng mai tảo triều phải đọc bản thảo không được sơ sài. Vậy huynh có thể giúp gì cho đệ? Huynh không cần phải làm gì hết. Đệ phải thận trọng cân nhắc, viết sai một chữ tức là phạm tội khi quân, sẽ bị chém đầu đó. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy huynh phải tránh xa đệ một chút khỏi làm phiền đệ à? Được. Trời đối đất, trời đối đất, mưa đối gió, đất liền đối bầu trời, qua núi đối biển cây, xích nhật đối thương khung, hà đối hán, xanh đối bóng, vũ ba đối lôi công, yên lâu đối tuyết công, nguyệt điện đối thiên cung, thình đối ngọ, hạ đối đông, hạ hưởng đối cao thung, ban đêm đối ban ngày, cổ bách đối thiên tùng. Thanh đối nhạc, mỏng đối dày. Nghe nói giải đại chiếu thư lục tới Đỗ Phủ cho hoàng thượng, nên tôi mới đến quý quán coi cho thỏa lòng. Lê học sĩ đến thật đúng lúc. Làm phiền học sĩ hãy coi trong thư lục của tôi tờ nào viết hay nhất. Được. Theo giảng sinh thấy tờ này viết hay nhất. Hả? Quên coi, tờ hành thảo này hành thư dùng bút sạch sẽ gọn gàng, đường nét hô ứng biến quá vô tận, kết cấu kiểu chữ xen kẽ tinh tế, từng chữ đẹp như ngọc trôi chảy liên tục. Tuyệt, thật sự rất tuyệt. Giả đại chiếu, tôi giúp huynh cuộn lại văn thảo này, sang bài tảo triều của dân linh hoàng thượng, nhất định hoàng thượng sẽ hài lòng. À, vậy thì làm phiền Lê học sĩ. Giả đại chiếu nói vậy khách sáo quá. Thật ra lâu nay tôi rất sùng bái giải đại chiếu, có thể góp sức cho giải đại chiếu là sự may mắn của Lê Lao Xanh. Lê học sĩ khiêm tốn quá. Lê Lao Xanh, nửa đêm nửa hôm cậu đến đây có việc gì gấp vậy hả? Chuyện tốt là chuyện tốt động trời. Hà Quang mới từ văn hàng quán về. Hà Quang phát hiện Giải Tấn đang tuân theo thánh chỉ hoàng thượng, đem đến thư lục nửa phần trên bài thơ Văn Quan Quân Thu Hà Nam Hà Bắc của Đỗ Phủ, nên vội vàng đến đây kịp thời báo cho Tào đại nhân. Điều này có cái gì lạ đâu hả?
Giải Tấn là đại chiếu của cung Dưỡng Ứng Đối. Hắn giúp cho hoàng thượng thư lục những câu thơ hay, điều này có gì phải lấy làm lạ chứ? Tào đại nhân à, nhưng lần này thì khác. Lần này hành thảo mà Giải Tấn viết do hạ quan đích thân chọn giùm hắn. Tốt. Lão phu nghĩ ngày chết của Giải Tấn đã tới rồi đó. Yên Dương khởi binh không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngân lượng quốc khốn đã không nhiều, kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để chiêu binh mãi mã chế tạo binh khí? Binh bộ phải khai thác tiềm lực trên cơ sở hiện có, không ngừng nâng cao chiến lược tấn công và phòng vệ, theo dõi cặn kẽ chiều hướng của quân Yên, nhắm thời cơ lấy lại đất đã mất. Di thần lãnh chỉ. Các ái khanh, các khanh còn chuyện gì tấu sớ? Nếu không có gì, vậy đại chiếu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giải ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Hôm qua trẫm lệnh cho khanh thư lục thơ Đỗ Phủ, khanh hoàn thành chưa? Thánh chỉ hoàng thượng thần đâu dám sơ sài. Đêm qua thần trong đèn viết đến canh ba, viết được một tờ hành thảo, mời hoàng thượng xem qua. Dâng lên. Hoàng thượng, hành thơ trôi chảy, lòng dạ thư thái. Người đâu, đem tờ hành thảo mà Giải Ái Khanh viết giao cho ngự thư phòng dán tranh. Dạ bẩm hoàng thượng, thần vốn tưởng Giải Tấn, Giải đại chiếu chỉ giỏi văn chương, không ngờ Giải đại chiếu cũng giỏi thư pháp. Hoàng thượng, thần muốn cầu xin với hoàng thượng cho phép thần và văn võ trong triều cùng thưởng thức tác phẩm thư pháp của Giải đại chiếu. Chuẩn tấu. Kim ngoại hố quyền thu kế, văn sơ thế lệ mãn y đường, khước khang thê tử sầu hà tại, mạng quyển thi thư hỷ dục cuồng. Sao lại không giống văn quan quân thu Hà Nam Hà Bắc của Đỗ Phủ vậy cả? Các vị đại nhân à, các vị mau coi có phải không? Kiếm ngoại hốt truyền thu kế, sơ văn thế lệ mãn y đường. Không đúng rồi Tào đại nhân. Và đại chiếu thư lục thơ này câu đầu chẳng phải thiếu chữ Bắc sao? Ngài coi, lẽ ra là kiếm ngoại hốt truyền thu kế Bắc, sơ văn thế lệ mãn y đường, khước kháng thê tử sầu hà tại, mạng quyển thi thư hỷ dục cuồng, phải không? Ôi trời ơi, vậy là gây go rồi, cố ý viết thiếu một chữ. Điều này ám chỉ hoàng thượng không tìm được Bắc đó. Chữ Bắc đó hả? Ác tâm tại đâu? Đây là tội khi quân. Khải tấu hoàng thượng, xin hoàng thượng minh giám. Giải Tấn, khanh thật to gan, khanh có biết tội không? Khải tấu hoàng thượng, lúc tiền đế còn sống, Giải Tấn từng hiển hách một thời, mà nay hắn chỉ là một tên đại chiếu thứ bậc cửu phẩm, cho nên hắn ta nhất định thấy không hài lòng, cố ý soát chữ, đó là khi quân. Giải Tấn, khanh giải thích sau đây. Thank you.
hoàng thượng bớt giận, cho phép thần bẩm báo. Lê Lao Xanh, Lê đại nhân học sĩ Hàn Lâm Viện có động cơ gì? Tại đây thần không tiện bình luận bừa bãi, nhưng ông ta lớt phớt rồi thôi, chỉ biết một mà không biết hai, nhưng là sự thật không thể cãi. Dạ bẩm hoàng thượng, đừng nghe Giải Tấn nói bừa, hắn tự biết tội mình quá nặng, nhằm muốn đánh lạc hướng, đánh lừa dư luận. Hoàng thượng, di thần không có nói bừa, cũng không hề đánh lừa dư luận. Vào thời Nguyên Niên, Tôn Quảng Đức đời Đường đích thực là Đỗ Phủ lấy Văn Quan Quân Thu Hà Nam Hà Bắc làm đề viết một bài từ, đồng thời cũng đã lấy đề này viết một bài khuyết. Hoàng thượng, Giải Tấn hắn ăn nói hàm hồ, bịa đặt vô lý, thật là đáng ghét. Mong hoàng thượng lập tức xử trảm, chấn chỉnh lại dư luận,